Vâng, hello, xin chào các bạn nha. Đây là tổ chim bìm bịp lớn, có hai con non. Và hôm nay thì chim con đã được 2 ngày tuổi nha các bạn. Và một quả trứng chưa nở. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gắn máy quay để xem chim mẹ nuôi con. Và các bạn xem video thì đừng quên ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.
Thank you.